Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong video này em sẽ giới thiệu cho anh chị về dòng xe Toyota Camry và chính sách giá bán ở thời điểm cuối năm 2022 này. Cụ thể ở thời điểm hiện tại là tháng 11 năm 2022. Và cái video này sẽ dành cho những anh chị quan tâm đến dòng xe Camry và có nhu cầu lấy xe trước Tết hoặc là sau Tết. Thì Camry bên em phân phối ở thị trường Việt Nam với 4 phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thì phiên bản trước mắt chúng ta đây thì là phiên bản 2.0G có giá niêm yết là 1 tỷ 070 triệu. Hiện tại thì các cái phiên bản bên em có sẵn thì có duy nhất là phiên bản 2.0G này bên em có sẵn thôi. Còn lại là những cái phiên bản 2.0Q này có giá niêm yết là 1 tỷ 185. Phiên bản 2.5Q có giá niêm yết là 1 tỷ 370. Và phiên bản tiếp theo, phiên bản xăng điện, phiên bản 2.5 hybrid thì có giá niêm yết là 1 tỷ 460 triệu. Ở thời điểm hiện tại thì cái xe này bên em có sẵn màu trắng và màu đen, cũng như là hai lựa chọn về nội thất là nội thất đen và nội thất be là giao ngay. Thì trong khuôn khổ video này thì em xin phép giới thiệu thứ nhất là về giá bán, thứ hai là giới thiệu anh chị về chi tiết nội ngoại thất chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.0G này. Để lăn bánh được chiếc xe Camry ra ngoài đường lần lượt các phiên bản này, hiện tại đối với phiên bản Camry 2.0G này giá niêm yết là 1 tỷ 070 triệu. Giờ bên em đang giảm giá cho dòng xe này cụ thể như sau. Bên em sẽ giảm cho anh chị là 35 triệu tiền mặt cộng với gói phụ kiện là trị giá 15 triệu. Thì giá xe hiện tại là chỉ còn là 1 tỷ 035 triệu. Và để lăn bánh chiếc xe này là sẽ cần khoảng 1 tỷ 167 triệu là có thể lăn bánh chiếc xe này ra ngoài đường rồi. Thì để trả trước, để lăn bánh chiếc xe này thì bên em hỗ trợ tối đa là 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 7 đến 8 năm tùy theo nhu cầu của anh chị. Thì để trả trước số chiếc xe này thì anh chị cần khoảng tầm 330 triệu là có thể lăn bánh chiếc xe ra ngoài đường rồi. Còn phiên bản tiếp theo là phiên bản 1 tỷ 185 là phiên bản 2.0Q. Thì hiện tại để lăn bánh chiếc xe này ra ngoài đường sẽ rơi vào khoảng tầm tỷ 3, hơn tỷ 3 một chút. Và để tối thiểu thì anh chị cần có để lăn bánh ra ngoài đường là 380, 380, 390, dưới 400 triệu. Còn phiên bản tiếp theo là phiên bản 2.5Q thì giá lăn bánh khoảng tầm hơn tỷ rưỡi. Và để trả trước tối thiểu khoảng tầm 440. Còn phiên bản xăng điện thì anh chị lăn bánh sẽ khoảng tầm hơn tỷ 6. Và để lăn bánh chiếc xe này ra ngoài đường khoảng tầm 460, 470 triệu. Dưới 500 là có thể lăn bánh chiếc hybrid ra ngoài đường. Thì trong khuôn khổ video này thì em vừa báo giá cho anh chị cái giá chi tiết của các cái phiên bản về Camry. Thì theo cái lịch xe hiện tại của nhà máy phân về thì bên em đang có sẵn là bản 2.0G giao ngay cho anh chị, màu trắng, màu đen và cả hai tùy chọn về màu nội thất. Còn các phiên bản còn lại thì theo lịch kỳ chờ sẽ rơi vào ra Tết. Tuy nhiên là nếu anh chị có nhu cầu đã chọn được phiên bản rồi này 2.0Q hay 2.5Q hay 2.5HV thì anh chị liên hệ giúp em chốt màu sắc này và chốt lịch xe, thì em sẽ đưa ra phương án để anh chị có xe đi trước Tết. Còn hiện tại thì ở video này thì em sẽ đồng thời là giới thiệu cho anh chị về ngoại thất chiếc xe này xem nó có gì. Thì bởi phần đầu xe thì phiên bản này anh chị thấy ở cả ba chiếc xe phiên bản kia thì đều được trang bị là logo 3D, có nghĩa là cả ba chiếc xe đó đều được trang bị hệ thống Toyota Safety Sense, giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm này, rồi bám theo xe phía trước. Còn ở phần đèn thì chiếc xe này là được trang bị xi nhan dạng halogen. Còn đèn chiếu sáng thì như nhau thôi anh chị ạ. Còn ở ba phiên bản kia thì đèn xi nhan sẽ là đèn full LED luôn. Ngoài ra ở phần thân xe, thì phiên bản này sẽ được trang bị là la răng đúc có kích thước là 16 inch. Còn các ba phiên bản còn lại là la răng phay xước có kích thước là 18 inch. Ngoài ra thì ở phần thân xe nữa, ở trên gương thì nếu mà anh chị lấy phiên bản 2.5Q hoặc là 2.5HV thì sẽ được trang bị thêm camera 60. Và đặc biệt là nếu mà anh chị nào mà chưa biết thì dòng xe này, dòng xe Camry này đời 2022 đã được là thay đổi cái máy mới cũng như là thay đổi về cái hộp số mới, nên là cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu chỉ có 6,3 lít trên 100 cây được hỗn hợp, vừa tăng công suất lại còn vừa tiết kiệm nhiên liệu. Để em giới thiệu cho anh chị về phần nội thất của xe nhé. Như em vừa chia sẻ ở phần đầu video thì cả 4 phiên bản đều được trang bị hai option là nội thất màu đen như trong video này, hoặc là cái phương án thứ hai là nội thất màu be. Thì tất cả những cái mảng da này màu đen sẽ được chuyển sang màu be. Em sẽ bật cái màn hình lên cho anh chị xem nhé. Vô lăng này thì là vô lăng đã được bọc thêm rồi, không phải là băng zin. Thì từ trái qua phải này, cái phiên bản này sẽ thiếu đi là nhiều cái, tuy nhiên là vẫn có gương gập điện chỉnh điện tự động này, rồi có chống trơn trượt này, vẫn có chống trơn trượt, những cái trang bị tiêu chuẩn về an toàn thì là vẫn đầy đủ, ABS, EBD, TRC, VSC đều đầy đủ. Còn cái nút home để mở cốp kia, bên cạnh nữa là hole để mở xăng. Còn đây là màn hình của bản 2.0G. Màn hình giải trí thì sẽ được trang bị là màn hình nhỏ thôi, nó khoảng 7 inch thôi. Tuy nhiên là nếu anh chị là lấy bản này thì em khuyên là nên lấy theo gói combo là màn Android kết hợp với cả camera 60, kết hợp luôn với cả cái cam hành trình luôn, tích hợp 3 trong 1. Còn ngoài ra thì đối với cụm điều hòa này thì ở phiên bản 2.0G này sẽ được trang bị là điều hòa tự động 2 vùng. Còn tất cả các phiên bản còn lại sẽ được trang bị là điều hòa tự động 3 vùng. Cần số cả 3 phiên bản thì đều được trang bị là auto hold cũng như là phanh tay điện tử. Nói chung là ở phần nội thất thì nếu mà nhìn qua sau khi thay được cái màn hình ấy, thì nhìn nội thất nó sẽ tương đối giống nhau, đều khá là sang trọng, ghế da đều chất lượng như nhau. Còn ngoài ra nữa một cái phần lớn nữa có nhiều anh chị quan tâm thì hoặc là không, nó cũng hai ý kiến trái chiều khác nhau, là phần cửa sổ trời thì duy nhất ở phiên bản 2.0G này thì sẽ không được trang bị cửa sổ trời, còn 3 phiên bản còn lại đều được trang bị cửa sổ trời. Thì theo hai luồng ý kiến, thứ nhất là có những luồng ý kiến là thích cửa sổ trời để thỉnh thoảng mở ra thoáng. Còn phương án, còn cái luồng ý kiến thứ hai là ở thị trường Việt Nam nó không phù hợp với cửa sổ trời, là vì khói bụi này, với thời tiết nóng bức này, là nếu mà cửa sổ trời nó sẽ không chống nóng tốt bằng cái chân liền như thế này. Là cũng có hai luồng ý kiến khác nhau, thì em cũng phân tích cho anh chị về cái khác biệt giữa các phiên bản là như vậy. Còn ngoài ra một cái nữa, khi em đang ngồi ở hàng ghế thứ hai thì cái bệ tì tay của hàng ghế thứ hai sẽ không có cái cụm điều khiển trung tâm, mà thay bằng đó là sẽ là cái khay để cốc cho người ngồi phía sau. Thì 3 cái phiên bản còn lại, 3 phiên bản trên ấy, thì được trang bị là cái bảng điều khiển cho người ngồi phía sau. Tuy nhiên là phiên bản tiêu chuẩn này thì không có. Ngoài ra một cái nữa, chắc là một cái cuối cùng, thì ở phiên bản này sẽ không được trang bị là rèm hai bên này, rồi rèm đằng sau. Thì còn 3 phiên bản còn lại đều trang bị rèm. Còn cái cốt lõi nhất là động cơ không cầm cảm giác lái, động cơ hộp số cảm giác lái. Về tính năng an toàn thì phiên bản 2.0G này, 2.0Q thì vẫn hoàn toàn giống nhau. Và hai phiên bản bây giờ thì lăn bánh chênh lệch với nhau là bao nhiêu tiền ạ? Một phiên bản là 1 tỷ 500, khoảng tầm 1 tỷ 150 triệu là phiên bản này. Còn một phiên bản là 1 tỷ 308 triệu, 1 tỷ. Thì chênh nhau khá là nhiều tiền. Thì với số tiền chênh lệch như vậy thì anh chị chọn phiên bản nào nếu mà là chọn máy 2.0? Vâng, và vừa rồi thì ở video này em xin phép là giới thiệu sơ bộ cho anh chị về cái dòng xe Toyota Camry, cũng như là phân tích cho anh chị để chọn cái phiên bản làm sao phù hợp nhất, cũng như là về lịch xe, giá xe của các phiên bản. Thì anh chị nào cần em tư vấn thêm về trả góp, về lịch xe, nhưng có muốn cái xe nhu cầu đi như thế nào thì vui lòng gọi điện giúp em, có số hotline trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.